tiên để mà làm một cái feel á, thì điều đầu tiên phải làm gì? Vừa mới, có nghĩa là khách vừa mới vô, I want a refill, thì mình phải làm gì đầu tiên? Đầu tiên vô á, phải nhìn cái bộ móng coi nó có đủ tiêu chuẩn để mình feel không. Lip quá là gỡ ra làm bộ mới, chứ còn lip nửa móng thì feel, feel cái gì hả? Nhưng mà có, sẽ có những cái trường hợp á, dạng như là cái người khách đó dạng như là họ không có tiền á đó, thì họ muốn feel, thì những cái trường hợp đó mình sẽ nói cho khách trước là ồ, cái này feel không được đâu, feel nó sẽ lip hết. Nhưng mà khách vẫn muốn feel thì mình phải làm sao? Bắt buộc cái cuối cùng là mình phải chích keo vô, mình dựng cái móng cho nó cứng lại, bắt đầu mình feel như bình thường. Đó, cái đó Phong không khuyến khích làm. Thôi bây giờ bắt đầu mình start nè. Đầu tiên vô thì mình sẽ gỡ, ví dụ như mà trên cái móng của khách hàng á, họ có cái lớp top coat á, thì top coat gel thì mình phải phá cái lớp top coat gel đó đi. Hoặc là nếu như mà khách mà có cái màu mà màu regular đó thì mình chùi đi ha, cái này là có top coat gel. Thì bây giờ mình sẽ phá cái top coat gel ra. Cái đầu dũa này thì Phong có để cho mỗi anh chị em, Phong tặng cho anh chị em mỗi người cái ha. Và phá như thế nào, tốc độ mấy là để dày nè ha, để như vậy nè ha, để dày ha, hoặc là tùy theo cái khả năng của mình, mình muốn chạy mạnh hơn cũng được, thì mình phá như bình thường thôi, phá nó ra hoặc là phá ngang, tại vì cái này nó chỉ là cái top coat thôi chứ nó không có cái gì hết. Ok nè, cái tay của mình á, cái người thợ nail giỏi, họ chạy máy rất là giỏi, thì mình phải, cái tay của mình nó phải dẻo như là kẹo kéo á ha, nè ha, đều vũ như đều đào, thấy chưa? Đó, cái lạng lắp không, đúng rồi đó ha. Mình phá sao mà cho nó phải thiệt sự là nó chuyên nghiệp, chứ không phải là vũ cà đớt 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 đớt, vũ xong cái quay qua ngó lại, cái phá bên đây chút nữa, bên đây còn thôi, phá bên đây tiếp, rất là lâu. Mình phá là mình phải phá cho nó thứ tự lớp la, lia từ trên lia xuống, thấy không? Nè, coi Phong phá nè, thấy chưa? Làm vậy mới gọi là làm nail, chứ không mình làm cái kia này giống như là cưỡi ngựa xem hoa, phá là cho nó lẹ ra, không? Làm sao mà để làm nhanh được như vậy? Đâu phải ai nhào vô là cũng nhanh được như vậy đâu. Mình phải có cái sự luyện tập từ từ ha. Bây giờ rồi, sau khi mình gỡ treo ra rồi thì mình làm sao? Mình phải chạy nhám cái khúc này. Tại sao phải chạy nhám khúc này? Hả? Anh chị em nào có biết không? Đúng rồi. Nhưng mà trước khi chạy nhám thì anh chị em thấy cái móng này nó ít lip. Này, nó cũng lip nhưng mà nó lip ít. Thì mình phải tiếp tục là mình cắt cái clip này đi. Đó, mình cắt nó xuống, ví dụ cái clip của mình đó, nó tới đây rồi. Mình dùng cái này nè, mình cắt nó ngang qua, rồi mình lấy cái tàn bậy ra, cái là nó đứt ra. Đó, bắt buộc nha, mình là một cái người thợ nail. Mình thứ nhất á, là mình phải làm ăn cho nó đàng hoàng. Không có được làm ăn gian dối ha. Không có được là thấy clip rồi, nhưng mà con khách kia nó đang ngồi đợi, thôi khỏi, cắt luôn. Đó, không được như vậy ha, tại vì sao biết không? Mình mà ẩu á, riết là tay nghề của mình hư hết, không ai cứu được hết á. Đó, là coi như là hư cái tay nghề, là coi như suốt cái cuộc đời là như vậy luôn. Đó, ha. Mình cắt cái clip ra. Cái này ít clip, nó cũng clip nhưng mà ít lắm. Nè, anh chị em để ý nè. Cái này để xa nè. Đấy, nó hơi chói. Ok. Thấy rõ chưa? Rõ chưa? Ok, nào bây giờ cắt nè. Anh chị em nào không thấy đường á thì mở điện thoại lên nhìn vô nha. Mình cắt cái clip đi. Mình rê ở trên đây là cái này là cái móng thật của người ta. Mình rê nhẹ thôi. Ha. Thì những cái clip xung quanh này nè.
nó sẽ văng ra hết. À, nè. Thấy chưa? Nhớ cái tay của mình á, cái tay của mình á là lúc nào cũng phải vậy nè. Anh Chi biết không? Hỗ trợ cho cái dũa này của mình. Chứ cái dũa này của mình nó không thể nào mà nó bẻ cua được nha. Mà nó chỉ có thể bẻ một ở một cái mức độ nào nhất định, có nghĩa là khi mà nó tới đây rồi á, anh chị em phải lắc cái tay của người ta qua, hỗ trợ cho cái tay bên đây. Hai cái tay này lúc nào nó cũng làm việc hỗ trợ cho nhau hết ha, chứ không phải là mình dũa đây. Nhiều người làm neo mà cứ như là đi múa lửa đó ha, dũa này hẻo quanh đây luôn. Không, cái đó có thiệt, cái đó nhìn nó không có chuyên nghiệp nhé. Cái này nữa không, nhớ ở mọi tình huống khi mà mình dũa máy là mình không được đè, tuyệt đối không được đè, chỉ trừ khi phá bột mình mới đè thôi. Phá bột nè, không phá cho anh chị em coi thử thôi nha. Đó, không là mình đè, mình vuốt nó xuống. Đó, không là bột nó văng ra không. Còn mình dũa ở mọi cái trường hợp còn lại mình dũa rất là nhẹ nhàng thôi. Cái đầu dũa này là cái dũa để phá bột luôn. Đầu nó đầu gì vậy thầy? Cái này Phong hay gọi nó đầu dũa huyền thoại Hy Lạp đó. Mốt sẽ có cái đầu dũa thần tài với ông đệ nữa. À, không. Cái đầu dũa này là đầu dũa all in one, là mài dọc là phá bột, chạy clip là cắt clip nè, cắt cái clip nè, và phá treo phá điếp cũng là nó luôn, mà chạy mình cũng là nó luôn, một cái đầu dũa thôi. À, rồi ok. Ok, bây giờ mình cắt clip, tiếp tục cắt clip. Nè, thấy cái chỗ này clip không? Nè, thấy cái clip không? Thấy không? Đấy, anh chị biết tại sao mà cái chỗ này nó clip không? Tuy là nó clip ít lắm, nhưng mà nếu như mà mình không phiêu hay là mình để mình đắp bột lên luôn là từ từ nó rộp lên hết luôn. Tại vì cái bột này khi mình đắp bột á, mình clean nó không có kỹ, mình dũa cái khóe nó không có kỹ. Mà tại sao nó không kỹ? Tại vì khi mình dũa khóe, mình muốn dũa cho sạch, mình phải banh cái khóe người ta ra. Ok, cái đầu dũa vô chảy. Không, ai cầm tay tới kìa, ai mở cửa vậy, xong mình mở cửa nào. Đó, là cái này thấy clip nè ha, trắng trắng đục đục nè, cắt nó ra. Nào, thấy clip không, thấy nó clip chưa? Thường á, clip á nó ít khi nào clip trên đây lắm, clip từ đây nè. Tại vì hai cái dòng cua đó rất là khó bẻ. Chạy cubicle khó nhất là hai cái dòng cua hai bên đây. Thấy không? Thì mình chạy mình sao nè, không để cho anh chị em coi nè, chạy từ từ nè. Đầu tiên qua bên đây á, cái này qua đây tạo thành hình gì. Đó, đầu tiên qua đây nè, mình vô, mình vừa mới vô mình dũa là mình phải để nghiêng cái tay qua bên. Để chi? Để mình hỗ trợ cho cái tay này chạy cái khúc cua đầu tiên, cái khúc ở ngay đây ha. Vô nè, vừa mới chạy vô nè, chạy nè ha. Khi mà chạy qua rồi nè, lắc cái tay ngược lại nè. Đưa qua đây ha, lắc cái tay nó qua, lắc cái tay khách qua đây. À, cái tay này nó hỗ trợ cho cái này. Cái tay này nó dọn đường cho cái đầu dũa này nó đi nè. Lắc tay qua đây thấy chưa? Thấy nó dễ đi hơn không? Nhưng nếu như mà cái tay này mình để yên, dũa không thể nào dũa được, cái tay mình nó chéo làm sao dũa được. Ha. Rồi qua đây nè, phải bẻ cái tay qua đây rất là khó. Nè, đầu tiên vô nè, bây giờ không chỉ nè, cua cái cua đầu tiên nè, không? Cua đầu tiên là cuộc tình thứ nhất nha. Nè, thấy không? Không? Lắc cái tay qua đây, kê cái dũa đầu tiên nè. Qua đây nè. Không? Lát hồi có bột không phải sẽ dũa hơn, tại vì Phong không dám nhấn xuống tại này món thịt, không có bột. Đâu để ở tổng đây chúng ta. Rồi giờ sau khi mà cắt clip xong, cái phần chạy nhám. Thấy không? Nè, chạy nhám. Nè, coi một cục bo cua nè. Tuyệt đối không có đè nha. Tay chịu quá, cứng quá. Thấy không? Lắc cái tay qua. Có những cái người khách hàng á,
tay cũng cả cứng ngắc luôn. Nhưng mà làm sao thầy? Gạch với họ. Thường á, thì nếu mà đầu tiên nếu mà cái tay của người ta cứng ngắc, như có hai trường hợp thường á, là khách hàng mà họ không tin tưởng mình hay cứng tay, biết sao nó dẫn lên coi mình làm tới đâu rồi. Thì mình để cái tay xuống, mình bóp tay này, nó can you relax your hand, đó thì đó nó biết rồi. Có nhiều người khách nó nói có chừng được 3 phút cứng tiếp thì mình nói tiếp, hoặc là mình nói là relax or you watch TV or something, I need your hand relax, đó thì mình nói vậy thôi. Còn nhiều người mà cái tật của người ta bị vậy, có nhiều người già đó, cái cơ xương ta cứng lại rồi đó, thì mình buộc mình phải chịu thôi đó, mình phải làm đó. Mà thường á, những anh chị em để ý cái tay này á, mà để trên không này như vậy nè, cái khỉu tay này nè, mà cách cái mặt đất này, cách cái bàn này nè, là khó dũa lắm. Có cái gì để vô, thường á là để một cái gì ngay đây nè, lót ngay đây nè, đó là tự động cái tay mềm xèo lại liền đó, không cái đó là cái tại vì người ta có cái điểm tựa, thì mà cái điểm tựa ở đây rồi thì tự động chỗ này nó lỏng ra đó, không rồi. Rồi bây giờ mình chạy nhám nha. Mình chạy nhám bằng cái đầu này để cho nó sạch cái da. Tuy nhiên có những cái khóe nó rất là sâu thì mình cần phải có một cái đầu dũa khác để mình chạy cho nó sạch. Coi Phong chạy dũa, chạy nhám, coi cái cách của Phong chạy nhám nha. Chạy rất là nhanh. Thấy không? Nè, bo cua nè, lắc cái tay quanh đây nè. Không? Lia cái tay quanh đây nè. Không? Chở cái tay quanh đây. Làm thêm lần nữa. Đó. Tiếp tục. Không? Những cái da nó sẽ bay đi. Cái này, cái bước này là không thể nào không làm nha. Bắt buộc là phải làm. Cái khóe của mình á, nó càng sạch bao nhiêu, nó càng tròn bao nhiêu, thì mình đắp bột lên nó càng đẹp bấy nhiêu. Mà đắp bột lên càng đẹp bao nhiêu thì mình đỡ phải dũa bấy nhiêu, đỡ líp bấy nhiêu, mà cái tay nó ra cũng đẹp nữa. Đó, nhớ nha. Cứ nhớ là cả một cái bài toán A cộng B cộng C cộng D cộng E cộng F. A cộng B đúng rồi ha, B cộng C đúng rồi, thì tất cả những cái đúng nó cộng lại, nó sẽ ra một cái kết quả đúng, là một cái bàn tay đẹp. Đó. Cái này nó chuẩn bị cho cái kia nó chuẩn bị cho cái nọ chuẩn bị cho cái đó, phải không? Của thầy chạy nhám nó là chạy trên cái bột hay là chạy trên cái con? Chạy trên cái phần hở ra. Nó chạy trên cái phần hở ra, tại vì khi mà mình cái móng mà mọc dài ra như vậy nè, nó sẽ có cái da và có cái móng mà anh chị em nhìn thấy cái chỗ này nó có bóng á. Cái đó là cái dầu, cái mặt móng đó mình phải làm cho nó nhám cái chỗ đó thì bột nó mới có dính được trên cái móng tập. Ha. Đây tới đây mình sẽ tới à, mình sẽ tới cái đứa đó, sau cái này mình sẽ tới cái đó đó. Đây Phong có tặng cho mỗi anh chị em một cái luôn. Đây. Cái đầu dũa của em thầy gửi xong nó cần nhiệm gì đó. Cái này bây giờ đó là mình tập trung vô cái kỹ thuật làm, còn những cái mà dụng cụ á mình nói sau, mình tập trung vô cái kỹ thuật trước. Cái kỹ thuật là cái quan trọng nhất. Ok. Bây giờ mình chạy nè. Nó sẽ bay hết những cái da ra. Mà cái đầu dũa này á, nó an toàn cái là chạy trên da này cũng không có đâu. Nhưng mà cũng đừng có dí vô mà đâm vô nha. Đó, là cái đó là cũng mệt lắm á. Không nè, thấy nó bay ra hết không? Những cái khóe sâu sâu nè nó ra hết không? Mình chạy mình phải biết cách chạy không? Mình để một cái tốc độ đừng có mà nhỏ quá như vậy. Nhỏ quá nó không ăn. Nhỏ quá như vậy thì cơm ăn không đủ lấy gì đi đánh nhau. À, mình phải đẩy nó lên. Mình phải để lên như vậy. Còn mà chị chạy mà cà đớt có thể là chị để cái dũa nó hơi yếu phải không? Đó giờ để yếu không? Để mà biết được mình sai ở chỗ nào á là phải chỉnh, chứ không phải tôi biết tôi sai rồi đó nhưng thôi kệ đi thì đó, giờ không dám chỉnh đó. Biết cái nào là phải sửa nha.
thì mình mới có thể mình khá lên được. Nên phải để mạnh mới ra. Không phải để mạnh, để như vậy thôi nè. Tốc độ là như vậy nè, cỡ chừng thí dụ như cái này 10 thì mình để 4.5 ha, tùy theo khả năng của mình, nhưng mà đừng có để mà 0.5 mà chạy nha. Cho dù nhanh bây giờ mình lướt nhẹ nhẹ nó cũng đâu ăn cái móng mà. Là sao? Có cái gì cái này nhanh nhưng mà cái này là mình để lướt nhẹ trên tay ta đâu có. Nè, chị coi phong vũ nè. Nè, coi cách phong vũ nè. Cũng phải vừa vừa phải phải thôi. Tuy là cái đầu vũ này nó an toàn, nó không có chảy máu, nhưng mà sắt thì vẫn là sắt, thịt vẫn là thịt. Thấy không? Đừng có lấy trứng đi chọi với đá nha. Ok. Rồi, nè hồi nãy là anh Trường phải không? Anh Trường có hỏi là có những cái khóe nó sâu dữ lắm. Nó cái khóe, những cái khóe nó khó làm á, tự nhiên hai bên cái cua này nó xích lên trên luôn. Thì nó giống như là nó tạo ra một cái lõm luôn, thì mình dùng cái đầu dũa này nè. Coi kỹ nè. Bây giờ mình lia nó vô mình nó sâu được, mà những cái chỗ này á cái đầu vũ nhám không thể nào mà chạm vô được. Mà vũ hồi cái là khách nó giật tay lại liền, đau tại đau nóng chịu không nổi. Nó giật tay lại. Cái bắt đầu giật tay lại nó chởn, khách này khó chịu quá. Mới đụng vô cái mà thiệt sự nó đau thiệt. Thử làm coi mình đau không? Thì mình cứ nghĩ mình suy ra người ta ha. Đó, rồi, bây giờ tiếp tục nè. Ha, chạy nè. Sẽ có người họ nói, sẽ có người nói trời làm cứ mua việc, khách đang đông mà cứ làm vẽ bời ra. Mình phải tập để mà mình thành một cái người thợ neo mà nó có căn bản và nó có lớp lan. Mình phải đi tập đi nó vững rồi mình mới chạy. Không mà trước khi mình đi thì mình phải bò cho nó cứng rồi mình mới đi. Chứ chưa chạy, chưa đi giỏi mà đã tập chạy rồi chắc chắn sẽ té ha. À, nhớ nha. Vũ cho nó sạch nè. Ok. Nè, những cái khóe sâu bên đây nè, thấy chưa? Ok, sau khi mình vũ xong thì cái chemical này á mình chỉ đặt bột thôi là tự động bột nó lan vô, nó tròn, nó khóe luôn. Đó là lý do tại sao anh chị em để ý kỹ phòng làm những cái livestream mình phòng đặt bột tự nhiên. Cái đó bột mình lấy nước mình nó hơi dẻo nó mới chạy vô cái thì bây giờ đó. Lát hồi mình sẽ tới cái khâu đó. Sau khi mà mình cho con cái chai phê mò để còn cái hộp của đi ngang bên đó cho dưới đây. Ồ đây rồi. Mình phải bỏ primer ha. Bỏ primer cũng phải bỏ cho nó đúng nha. Thứ nhất á là mình học, mình phải học tất cả mọi thứ, hạn chế cái việc mà cầm cái chai primer, biết sao nhiều khi lắc cái tay đổ cái primer này nó chảy vô tay. Mà phỏng cái primer á nó còn ghê hơn là phỏng cá lớp nha. Đó. Để lâu nó acid mà. Có hai loại, bây giờ nó có cái loại acid với lại non acid. Thì tốt nhất á, nên acid thì nó cũng là chemical thôi. Thì tốt nhất là không có cho nó đổ ra da. Tại vì có nhiều người á đổ ra quần á mà cứ nghĩ là không có sao á. Đến khi mà nó phỏng lên rồi, nó phỏng còn ghê hơn là calot nữa. Calot nó ngứa ngứa mình biết, còn cái này lúc mà nó phỏng là nó lỡ thịt ra luôn á. Ok. Mình sẽ bôi primer ngay trên cái phần ngay đây thôi. Trên cái chỗ mà cái thịt, cái móng nó mọc ra đó. Móng thiệt á, đúng rồi. Đó. Ok. Và cho vừa vừa phải phải thôi. Nhớ một điều là đắp bột là bắt buộc phải bôi primer ha. Nó Phong hay nói là bánh mì là phải có 3T mà đắp bột là phải bôi primer ha. Rồi bây giờ sau khi bôi primer rồi thì bắt đầu mình đắp bột. Thì tới cái lúc này Phong sẽ hướng dẫn cho anh chị em cái cách pha cái ly quỳnh ha. Thì pha ly quỳnh sao cho nó dẻo, cho nó dễ đắp. Để Phong giải thích cho anh chị em tại sao phải pha. Cái này là cái cách của Phong thôi ha, cái kinh nghiệm của Phong thôi. Cái ly quỳnh này á, đây là cái chai ly quỳnh nhạt màu, ly quỳnh thường. Thì nó sẽ, cái đặc tính của nó làm cho bột khô rất nhanh. Đặt cục bột lên là chút xíu là nó khô cứng ngắc lại liền. Còn cái này á,
thì nó làm cho cái bột nó dẻo, nó chảy. Nhưng mà sometimes cái này nó quá chảy đi, là cục bột nó tan ra luôn. Thì mình mix hai cái lại với nhau, để cho một cái, mình lấy một cái ở giữa để mình đắp bột cho nó vừa dẻo, nó vừa lâu khô mà nó vừa không chảy ha. Tỷ lệ mix của mình là 50-50. Đó, vậy là được rồi đó ha. Và tiếp theo là mình xài cái cọ móng này, móng nhỏ, xài cọ số 14. Và cái cây cọ này Phong cũng có tặng cho anh chị em, mỗi người cây hết rồi ha, ngày mai sẽ có hết. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đắp bột. Thì anh chị em coi cách mình thả cái cục bột sao cho nó đúng. Sau khi mình clean hết rồi thì mình có một cái khóe rất là tròn và rất là sạch. Thì khi mình có cái khóe tròn và sạch rồi thì mọi sự nó sẽ rất là đơn giản. Đầu tiên là mình sẽ lấy nước. Ok. Nhúng cái cọ vô. Thấy nước nó đang nhỏ con không? Gạt đi chút xíu này cho. Rồi mình nhích một cục bột vừa phải thôi. Thả lên trên cái khóe nè. Đó, khi mà nó tròn rồi đúng không? Vuốt bên đây nè. Thấy chưa? Thấy chưa? Đó, thấy. Ok. Rồi, thôi làm lại cái bên kia đi ha. Bên đây xong luôn rồi. Nè, coi kỹ lại nè. Lấy cục bột này ha. Thả, khi mà mình thả vô cái khóe mình nhớ nhấn một cái. Và mình vuốt bên đây một cái. Vuốt bên phải một cái. Vuốt ở giữa một cái là xong. Rất là nhanh. Cái đó là Phong làm chậm cho anh chị em coi. Nhưng mình khi mà mình làm thì mình sẽ làm rất là nhanh. Đây, mình sẽ làm cái tốc độ mà bình thường của mình ha. Mình lấy cục bột nè. Mình thả cục bột ngay ha. Vuốt xuống cái. Vuốt đây cái. Vuốt đây cái là xong. Và nếu như anh chị em thấy mà hai xung quanh cái cuticle nó tràn ra, mình phải clean cái cuticle cho thiệt là sạch. Thì khi mà mình clean nó sạch rồi thì mình sẽ đỡ phải vũa. Cứ nhớ, đắp bột đẹp là nó đỡ cho mình nhiều thứ lắm, đỡ phải vũa. Rồi nói chung là sơn nó cũng đẹp nữa, thấy không? Đó, rồi, ok, tiếp tục nè. Lớp học ở Sài Gòn không anh? Cái lớp học ở Sài Gòn anh chưa biết em ơi. Ha. Dạ, anh đang hướng dẫn cho lớp tháng 10 thì anh chỉ biết lớp tháng 10 thôi. Dạ, thả cục bột ngay đây nè. Nhấn vô nè. Ha. Là nó tròn cái khóe luôn, bắt đầu nè. Vuốt bên trái. Vuốt bên phải. Là xong. Rất là nhanh. Ha, ha. Nhớ clean cái cuticle. Đó, tiếp tục qua bên đây. Những cái ngón cái như thế này là mình phải lấy bột nhiều hơn chút xíu. Chứ không thôi nó không đủ bột. Và nhớ khi mình đặt cục bột á, anh chị em biết tại sao không? Mình lấy cục bột lên rồi tưởng tượng đây là một cái cục bột ở trên cái cây cọ của mình, là mình đặt vô trong đây nè. Mình phải bè ra, mình nhấn vô một cái thì cái bột của mình nó theo cây cọ nó sẽ ôm sát cái trong cái khóe luôn. Đó, chứ không phải mình thả cục cái là mình chơi đâu. Một cái động tác nhưng mà ở trong đó nó có nhiều cái chức năng lắm nè. Coi kỹ lại nè, lấy tưởng tượng đây là cục bột, thả cục bột ở trên đây, đè xuống nhấn vô đưa vô. Nó chỉ là một tích tắc như vậy thôi nhưng mà cái dáng cờ nó sẽ khác ha. Nè, tiếp tục nè, coi cùng Phong làm này nha. Thả cục bột này nè, nhấn nó vô một cái nè, bắt đầu đưa bột vô nè. Thấy chưa, đưa bột vô nè. Vuốt một cái. Vuốt một cái. Đó. Bắt đầu clean cái cuticle. Là xong. Nhớ cái cuticle của mình á, nó mà tràn ra là phải clean cái cuticle cho nó thiệt là sạch. Ok. Rồi, tiếp tục qua bên đây. Ừ, ngồi đi, ngồi ai mỏi ngồi đi chứ không thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Luôn chứ ngồi vậy chịu gì nói. Đúng rồi. Ngồi đi em. Đúng rồi, đúng rồi, ngồi đi. Đúng vậy á, sao vậy? Ừ, rồi ngồi đi. Đó, vậy đó. Trời ơi, tự nhiên không có ghế không ngồi. Các chư vị khanh gia bình thân. Đó, rồi cái mấy người ở đây làm sao đứng. Đúng rồi. Thấy gì nè, đúng không? Chưa có chọn lại. Nó giống như vậy thì sẽ
rồi. Rồi thôi tạm giả lao trong giây lát ổn định vị trí. Đội hình này nó hơi rối. Ok. Đúng rồi. Tuyệt vời ha. Kệ hôm sau, đêm nay là mình có nguyên đêm luôn sao hết. Tối nay mình ngủ ở đây mà, có nguyên đêm luôn. Ha. Rồi không chưa? Tên Kiều nghe. Trời ơi, đúng cái đường. Rồi thôi coi tiếp nè. Nè, cái này. Cái này để pha thêm chút xíu liquid chảy nữa cho nó chảy thêm chút xíu nữa, tại vì Phong vừa nói vừa làm á, đâm ra nó hơi bụng nó hơi khô. Rồi bây giờ tiếp tục nè. Coi Phong coi cái cách Phong thả cái cục bột mà nhấn cái cục bột vô cho nó vô cái khóe nha. Ok. Rồi tắt chuông đi. Lấy một cục bột nhỏ xíu thôi. Thả cục bột ngay đây nè, nhấn nó vô ha. Vuốt bên phải trái chút. Phải chút, vuốt giữa chút. Rồi xong. Mình clean cái khóe cho nó sạch. Clean cái khóe cho nó sạch. Mình làm từ từ để cho anh chị em coi, nhưng mà đến khi mà anh chị em làm là tốc độ nó phải nhanh. Nhanh và phải chuẩn xác. Chứ phải nhanh mà ẩu nha. Làm nhanh mà ẩu là làm xong khánh nó quýnh là không chừa phát nào luôn á. Vuốt bên này cái. Vuốt bên này cái mà bắt đầu clean cái cuticle. Nhớ cái cây cọ của mình á, tại sao Phong cứ phải dày hoài vậy? Đâu phải rảnh đâu mà chùi. Tại biết sao? Bột nó dính vô cây cọ phải chùi nó đi cho nó sạch. Chứ không thôi bột nó sẽ dính vô bột và nó làm nó cứ dây dây dính vô cây cọ của mình. Và phải nhớ một điều, khi mà cây cọ của mình mà nó dính bột có nghĩa là sao? Nó hết nước rồi. À, phải châm thêm nước vô. Mà châm thêm nước vô mà ướt sũng vậy cũng không được. Vừa phải thôi. Đó. Chủ yếu là cho cái mặt cọ của mình á, nó có cái độ ẩm để nó không dính bột. Ha, đó. Rồi tiếp tục nè. Coi cách Phong đặt cục bột nha. Này ít quá nè. Vậy là ok, thả cục bột nè. Thả cục bột vô khóe là vuốt nó xuống. Vuốt nó xuống. Vuốt nó xuống là xong. Nhớ clean cái cuticle, cái đặc biệt là cái khóe này nha, cái khóe này nó rất là khó dũa. Thì ngay từ lúc bây giờ mình nó bột nó còn ướt, clean nó đi. Chứ nó khô lại rồi không clean được nữa mà dũa sẽ rất là khó, mà nó đau mà dũa nó bị lip nữa. Ok. Đúng rồi. Anh này làm chảy máu nhiều lắm phải không? Có kinh nghiệm rồi. Không sao, cuộc đời người làm nail là không dưới 10 lần lấy tiết canh không sao hết. Ha, không sao cả. Ai cũng vậy, Phong lúc trước Phong cũng vậy thôi. Nhưng mà từ từ á nó đỡ đi. Vuốt nó xuống. Nhớ nha, cái lúc này cái bột của mình á nó còn ướt, clean nó đi. Clean nó đi, rồi. Rồi đây là cái ngón cái, thường cái ngón cái á, nó rất là nó khó, nó thường là nó bự hơn mấy ngón khác mà nó rất là khó điều bột vô, tại biết sao nó bự mà cái khóe nó hay gặp hai cái khóe bên hai ngón cái. Đúng rồi. Thì mình lấy cục bột, thứ nhất là mình phải lấy nhiều lên chút, mình đè nó vô vậy nè, mình phải nhanh tay và mình phải đẩy bột vô, điều bột vô trong cái khóe luôn. Điều bột nhớ nha, điều bột phải như điều đào vậy đó. Nhẹ nhàng lả lướt và mây lơi ha. Rồi xong. Kết thúc cái quá trình mà đắp bột phiêu. Rồi sau khi mình phiêu xong thì sao? Phải chùi cọ. Không? Chứ không phải bột thì một đống trong đây rồi. Xong rồi bắt đầu đua mà. Đua để làm con tiếp theo. Không? Mình phải chùi cọ cho đàng hoàng. Tại vì một cái cọ của mình á, nó giống như là cái tay chân của người thợ nail vậy đó. Không có cái người thợ nail nào mà giỏi mà để cái cây cọ đắp bột của người ta dính bột tùm lum tà la ha. Và cái người thợ nail tối kỵ là không có cho mượn cây cọ của mình. Mượn vô mà thợ mới vô mà mượn xin mượn ta cây cọ đắp bột người ta không cho mượn đâu. Ha? Mà cho mượn giống như là miễn cưỡng dữ lắm mới cho mượn thôi. Ha? Mỗi người cây không ai không có xài chung nha. Chung nha. Nha. Ai có chồng vậy nha. Mỗi người cây cọ ok. Rồi. Bây giờ làm xong á thì phải cái này phải phi tan liền chứ thôi nó hôi. Phi tan. Đây.
Ok. Lấy quạt đốt liền. Đốt phong lau đi, cũng thôi đề luôn. Và bây giờ mình sẽ dùng cái đầu dũa này. Cái đầu dũa này Phong có tặng cho mọi anh chị em hết ha. Thì cái đầu dũa này như Phong nói hồi nãy á, mài dọc nó sẽ là phá bột, phá keo, phá đít. Mài ngang nó là chạy mịn và dũa Kiriko luôn. Phá trắng hồng được không thầy? Phá trắng hồng được luôn chứ. Phá bột, phá keo, phá đít. Mà ví dụ mình mua thêm là mấy cái vấn đề đó là tính sau. Bây giờ những cái gì mà anh chị em order đó thì tính sau và liên lạc với Sophie. Ok. Cái này chú tâm vô cái kỹ thuật. Mình đi học chứ không phải mình đi mua đồ. Mua đồ ở nhà đi ra supply mua. Ok. Và bây giờ mình chạy cái Kiriko nè. Lắc thả lỏng cái tay của chị ra nha. Chứ thôi nó hơi khó đó. Chị có cái điện thoại không? Chị có cái điện thoại không? Lấy ra vô cái Facebook coi luôn cho nó. Đúng rồi. Phá bột. Anh này anh nói đúng nè. Phá bột, phá treo, phá điếp, phá nhà, phá cửa, phá gia can. Đó. Anh Nguyên Ly này nói đúng á anh. Mai ra phường em cấp cho cái bàn khen. Nhớ nha, lắc cái tay ra. Mở Facebook lên đi, chị có thể nhìn trực tiếp vô coi nó dễ hơn. Hả? Anh có điện thoại rồi. Không có wifi mà. Không có wifi hả? Công tác hậu cần này kém quá. Phát bột wifi là cái gì? River 1, 2, 3, 4. Học nay mai trốn. Ok. Nhớ nha. Bách vật là River 1, 2, 3, 4. Học nay mai trốn. Rồi vô Facebook đi chị. Bàn tay anh thợ đẹp quá hả? À, Liễu Hồ em à, nói thiệt với em chứ cái gì của anh nó cũng đẹp hết. Ok. Ok rồi, bây giờ mình tiếp tục nha, tập trung vô lại nha. Là chạy Kiriko nè. Tiếng nè. Ok, mới tập trung quá. Bắt đầu mình chạy nè. Và mình lia cái đầu dũa của mình nè. Mình không có phải là mình dũa mịn đó, mình không phải là dũa đây một chút. Rồi xuống đây mình dũa một chút. Mình dũa là phải có cái thứ tự và lớp lan của nó. Dũa từ trên dũa xuống. Mà mình chạy vậy nó lúc nó nóng hơn thầy. Mình không đè là sẽ không bao giờ nóng hết nè. Anh con không chạy trên da tay của Phong nè. Mình lăn cái đầu dũa lăn đi rồi lăn về thôi sao thầy? Cái cách của mình nè. Nè, mình lăn cái đầu dũa nè. Mình lăn đi. Mình lia cái đầu dũa này. Lăn đi qua. Lia qua lia lại, lia qua lia lại. Nó nằm trên cái mặt móng. Đúng rồi, không có nhấc ra nha, không đè. Không đè, đúng rồi. Nó giống như là vuốt bạn gái vậy đó. Tại vì cái đó hay học trong trường á, không hỏi. Thì thấy mấy đứa đó cứ để cái đầu dũa vuốt qua xong nó cầm cái đũa đưa cái gì đây, giống như xách dép chạy về á. Kệ nó. Cái đó mình bây giờ là bây giờ mình vô đây không? Mình học cái lớp này là mình tẩy tủy hết. Những cái nào mà nó về phía trước là coi như mình tạm thời mình cất nó sâu vào trong, sâu thẳng thẳm trong tim. Mình mở ra một cái hoàn toàn là mới để mình dễ tiếp thu cái kiến thức hơn. Đó. Ừ, nếu mà mình chạy còn yếu quá, nếu mà chạy cái tốc độ đó chạy yếu quá. Thì mở chậm máy lại chút. Chậm máy chạy kia gầu trước, xong rồi mình mở lớn chút mình chạy hoài luôn được. Được, được nhưng mà cố gắng sao chạy mà tập. Chạy luôn một lần. Cho nó tiện. Đúng rồi, nè, coi cái cách Phong chạy mình lại nè. Không có nhấc cái đầu dũa ra. Nhưng mà khi mình ve về thì bột nó sẽ không ra nữa. Nhưng mà khi vậy mình có nghĩa mình trả cái đầu dũa về thì mình vẫn mình tích mình đâu thể nào mình dũa ra dày. Dày. Quá mất thời gian đi. Cái tốc độ của mình phải liên tục. Ha? Nhớ nha, mình làm nhanh mà mình phải làm chuẩn xác. Nè coi kỹ lại nè. Nè. Từ bên phải nè, lia qua bên trái và trả về thì cũng là vậy luôn. Y vậy luôn và cứ liên tục. Và khi mà mình dũa mình sẽ từ từ, khi mà mình dũa nè,
vũ mình á, mình sẽ khi mình vũ tới đâu á, mình sẽ thấy một cái bột nó văng ra tới đó, thì mình biết là ồ cái đầu vũ này đã chạm tới cái phần đó của cái mặt móng rồi. Nó sẽ có một cái làn bột nè, mình vũ tới nè, anh chị em coi nè, cái khúc này phải coi kỹ nha, thấy không, là ngay cái chỗ này nè, bột, cái làn bột nó dừng ngay đây, có nghĩa là cái đầu vũ nó chạy tới đó rồi đó. Cái chạy từ 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 đưa xuống, ok. Rồi qua ngón khác chứ không thôi vũa hồi hết bột luôn. Nè, coi kỹ lại nha, chạy bên đây qua nè, không thấy Phong để cái tay không, chứ để dày làm sao mà vũa được, thấy đường đâu mà vũa. Mà tập để cái tay đó khó lắm, cũng phải một tháng trời khó. Tập được chứ không có cái gì được khó được. Mới tập dễ ừ. Không cần tập lắp cái đó là khó đó. Đó. Hai con nó vũa mà cái đầu vũa sằng trước mình vũa sằng mình cũng đại không đẹp được đè luôn hả thầy? Không có cái đầu vũa nào đè trừ khi bà vũa phá bột thôi. Phá cái màu trên. Đúng rồi, phá bột, phá đít. Phá, thì... phá phá treo. Phá gì là đè đó. Đúng rồi, anh muốn phá cái gì anh phải ấn nó vô. Không. Hiểu vậy chưa? Đó. Đè vô mà á cái là không đè vô nữa nha. Rút ra nha. Không, đó đó nè, thấy chưa? Thấy thấy cái khúc này không? Thấy cái khúc bột này thấy chưa? Thấy cái khúc bột này là có nghĩa là cái đầu vũ mình tới đây rồi nè. Nó đó thì mình mới biết là cái vũ mình đi tới đâu để mình lia xuống chứ. Chứ không lẽ mình vũ hoài. Không, dí chỗ vũ hoài đâu có được nè. Có nghĩa là cái vũ này tới đây rồi bắt đầu mình bắt tiếp là vũ tiếp. Thấy không? Thấy thấy tới đâu là vũ nó rớt xuống đó đó. Nó có cái lằn bột thấy chưa? Đó. Nó có cách làm của nó hết, không có khó nha, nhớ nha, không có việc gì khó nha, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển không làm được thì thôi. Đó, thấy không, thấy cái lắc từ trên đây được lắc vô thấy không, và chạy một cái vòng qua đây. Sợ đứt người ta lắm này, đứt này nè. Mình vui. Đúng rồi, khó khó mới phải tập, dễ không không cần phải tập, ha. Lúc giờ không biết cái dặn số nhỏ không? Vũ cực là em biết, em nghe là em biết rồi. Ok, nè. Lia cái đầu vũa nè. Cái tay của mình là đang để bình thường không? Dè quanh đây. Để chi? Để cho nó hiện hình ra, để cho cái đầu vũa này nó chích vô. Không? Nó lắc, thấy lắc cái tay qua không? Thấy chưa? Là xong. Sáng mai mọi không người vũa. Ngón tay của bạn á, ngồi đó xe, vậy nè. Đó, nhớ lắc qua lắc lại nè. Thấy chưa, phải tập ha. Mình phải tập. Cái gì khó cũng phải tập, dễ cũng phải tập ha. Từ từ là nó sẽ được hết á. Thấy không, cái vũa nó đi tới đâu là cái bột nó tới đó thấy chưa. Khi mà mình trả về nè, thấy không, mình trả về thấy không. Là đây nó có làn bột nè. Khi nhưng mà khi mình đi qua nó sẽ lấy bột đi nè. Mình trả về cái thấy cái bột ăn, ra không ăn gì. Đó, thấy không. Thì mình biết cái vũa mình tới đâu rồi. Bây giờ mình sẽ lật ra cho anh chị em coi. Nè. Không, không, không có nhấc cái đầu vũa ra thấy chưa. Đúng rồi. Chỉ có kéo qua và trả về thôi. Kéo qua trả về, kéo qua trả về thôi. Tiếp tục qua anh đây. Kéo nó ra. Hồi nãy nhớ cái khúc nãy dùng cây cọ clean hai bên không. Thì bây giờ cái khóe của mình nó rất là sạch nè. Chạy một cái dèo qua cái là xong. Ha. Nhớ cái ngón cái lúc nào nó cũng khó hơn. Thì cái này là cái kỹ thuật nó khác chút xíu nè. Mình sẽ thả lỏng hết mức có thể và mình để cho cái đầu vũ này nó tự chạy luôn. Mình chỉ control nó chút xíu thôi, cho nó không có chạy lệch ra thôi. Chứ để nè, bắt đầu cái này nè. Qua nè, để hết sức là nhẹ nè, để nó chạy nè, thấy không. Lắc cái tay qua. Mình dìu nó đi thôi không? Đúng rồi, mình dìu nó đi thôi. Đó, tại vì cái đường, cái kiriko của cái ngón cái nó rất là khó chạy. Tại nó dài ha? Thì mình để tự nó chạy nè ha. Hạ rê nhẹ, hết sức là nhẹ thôi. Mặc dù Phong vũa rất là sát vô, nhưng mà cái người khách này, chị có đau không? Đó, tại vì Phong không có đè. Cứ nhớ nha, đè thì nó sẽ đau. Ủa, anh ơi, lỡ như mà em đắp cục bột nó không đều thì sao? Cái chỗ nó bị vô lên dưới thì nếu mà em đắp cục bột không đều á, cái câu trả lời tốt nhất dành cho em là em phải đắp cho nó đều. Nếu như lỡ giả sử mà không đều rồi á thì mình phải phải vũa cho nó mạnh ra, phá cái đó ra. Đúng rồi,
coi như là dụ nhẹ nhàng không được, phải dùng vũ lực. Nhưng mà anh tốt nhất là phải làm cho nó đều ngay từ đầu đi em, chứ đừng có cái tư tưởng mà thôi đắp xấu cũng được, vũ lại mấy hồi vũ lâu lắm. Ừ, vũ như chuyện máu tay. À, ok rồi xong, tiếp tục qua. How can I get this to last longer than 2 weeks but without you losing nail? Hi Lily, if you want make your nail last long more than 2 weeks, the most important thing, you have to clean the cuticle area as clean as possible. The more clean, the more nice at the cuticle area, the last longer. Okay. Nó lắc cái tay qua thấy chưa? Tiếp tục. Nhớ nha, không được đè cái đầu dũa mà phải dũa cho nó sát cái bột xuống ngay cái cuticle luôn thì nó mới ra cái móng sơn sẽ rất là đẹp. Kê cái cây cọ sơn vô một cái là nó tròn nó khóe luôn, mình cảm thấy mình sơn mình còn sướng nữa mà nó vừa đẹp nữa ha. Nhớ nha, cái khâu đắp bột rất là quan trọng và vũ máy cũng rất là quan trọng đó. Có nhiều khi đắp đẹp xong chạy máy chút xấu luôn à? Có thấy đắp đẹp mà chạy hoài chứ càng ngày càng xấu. Đúng rồi, 10 điểm giờ chỗ quỳ. mình vũ nhớ nha, mình đắp đẹp thì mình vũ mình phải biết điểm dừng, tại vì anh chị em biết vũ máy á, vũ cái gì vậy, nó con người của mình á, nó có một cái độ sung nha, vũ sướng là vũ hoài luôn ha, mình phải kiềm hãm cái sự sung sướng lại. Okay, mình vũ mình phải biết điểm dừng, giống như một cái người thợ tay chân nước, người ta nói là sao mà lấy khóe giỏi, sao mà lấy khóe dở, những cái người lấy khóe giỏi người ta biết tới đó là người ta ngưng, còn cái người lấy khóe mà lấy mà máu me đầm đìa luôn vẫn cứ lấy, có nghĩa là cái sao người mình nhìn cái máu nó sung lên á, lấy hoài đó, mình phải biết kìm hãm cái sự sung sướng lại, không sướng thôi đừng có sướng quá. Ok, dũa mình phải biết điểm dừng ha, và dũa phải hết sức là nhẹ nhàng. Mình làm nail chứ mình không phải là mình làm cái gì nó mạnh bạo, mình từ từ mình làm và phải làm cho nó nhẹ nhàng. Dũa đầu sắt tí, dũa đầu giấy để cho nó ôm mỏng. Không em ơi, mình dũa đầu giấy, có những người không biết là có những cái người á, họ sau khi mà họ làm xong họ dùng cái đầu giấy để mà họ dũa lại chút, là tại biết tại sao không? Họ muốn make sure cái mặt móng của họ đều là láng, nhưng mà mình không có làm vậy. Mình dũa mịn xong là phải mịn luôn. Nhớ nha, mình phải học cái đường chấm chứ mình không có học cái đường tà. Không có nói như là vậy là sai, nhưng mà nó sẽ rất là mất thời gian. Vũ nhám là vũ nhám, mà vũ mịn là vũ mịn. Tại sao gọi là vũ mịn? Tại vì vũ xong nó mịn, còn vũ xong nó chưa mịn là phải tập vũ lại ha. Đó. Khi mà mình làm xong á, mình dũa mà mình cái tay nghề của mình đã có để giỏi lên rồi, thì mình anh chị em để ý không, mình không còn dũa vậy nữa, mà mình cái dũa của mình nó tròn vậy nè, tốc độ nó đẩy lên cao rồi đó, thì nó sẽ coi kỹ rồi nè, mình không còn dũa ngang như vậy nữa mà là mình dũa vậy luôn nè, đun dên xoáy nồng luôn thấy chưa. Đó là vậy thôi, sau khi dũa mình xong, dũa kiriko xong là cái khâu dũa xếp. Đây kiếm cái dũa. Không cần bắt phần. Có chứ, phải dũa xếp trước. Có cái cây dũa đó không ta? Có. Hỏi xô chắc họ phải hỏi xô phì quá. Có rồi. Có chứ. Ok, đây là cái cây dũa. Thì mình vũa sao cho nó đúng. Thấy bạn chia
Ờ, cảm ơn Liên Nguyễn, Liên Nguyên. Ok, bây giờ mình chạy nè, mình vũa sao cho nó đúng nè. Những cái móng mà móng round, móng almond vừa mới nhào vô là sao biết không? Phải làm cho cái đầu móng nó mỏng trước, mình mới vũa xếp. Tại vì sao? Cái đầu móng nó dày sẽ rất là khó vũa ra cái xếp, cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái xếp của mình ra nó rất là cục mịch, nó giống như là cái hột mít vậy đó, thấy không? Mình phải vũa sao từ cái hột mít thành cái hột dưa, thấy không? Thì mình đầu tiên mình nhào vô là mình phải để cái cây vũa như vậy, thấy chưa? Mình bắt đầu mình chạy vũa nè. Mục đích của cái việc vũa này để làm gì? Để cho cái đầu móng này nó mỏng xuống. Và khi cái đầu móng nó mỏng xuống thì nó sẽ có một cái độ thanh. Và kết hợp với cái chuyện đó thì nó sẽ rất là vũa cái xếp. Tại vì cái đầu móng nó nhỏ, nó mỏng đi rồi, vũa cái là ra xếp luôn ha. Chứ không phải là vũa, tại vì mình vũa cái đầu móng này vũa dày á, vũa vững ra. Nhưng thứ nhất là nó lâu, và cái thứ hai cái xếp của mình ra nó chỉ được tầm khoảng 70-80% thôi. Đó, thì mình nhào vô, mình muốn làm cho nó nhanh á, mình vũa cái đầu móng này cho nó mỏng xuống. Và sau khi mỏng rồi, mình mới vũa xếp. Chỉ móng tròn và almond thì mình mới vũa cái đầu trước. Còn những cái móng nào mà em cảm nó cái đầu dạ. móng mà nó không có vuông, không có vuông á, là em phải làm vậy. Ok, nhớ nha. Sát như đây nè, bắt đầu vũa xếp. Và cái mắt của mình á, mình vũa cái mắt của mình á, vũa tới đâu phải nhìn tới đó. Để làm chi biết không? Để mình biết mình tới đâu rồi. Chứ không phải là mình vũa, mình cầm cái vũa, mình vũa cho cố, nhưng mình chả biết vũa làm sao hết. Thì làm không, mình còn biết mình đang ở đâu thì làm sao mà cái móng nó ra nó đẹp được. Hả? Nhớ nha. Đầu tiên vô phải làm sao? Đúng rồi, nhớ nha. Cho mấy cái móng mà tròn. Đúng rồi. Và tới đây là cái phần quan trọng nè. Mình vũa, nhưng mà mình cũng không... Nè, kê cái dưới, vũa. Nhỏ mà ngắn như vậy nè cũng rất là khó vũa, chứ không phải là dễ vũa đâu nha. Móng dài coi vậy mà dễ vũa hơn những cái móng ngắn á. Sau khi vũa dưới này là cái tay ra nè ha. Ha, anh chị em thấy không? Cái đầu móng nè, thấy cái đầu móng nó có một cái độ thanh, nó lả lướt hơn là cái móng mà cái đầu móng nó dày, nhìn nó cục mịch dữ lắm đó. Nhớ nha. Tiếp tục quanh đây, bắt đầu cái tốc độ mình tăng lên. Mình làm vậy rồi mình quét keo lên, khách bây giờ nó làm nó sẽ bị mẻ thầy. Không mẻ được. Tại vì anh biết sao? Móng mà mẻ hay không á là cái lực á nó mẻ hay không à, cái ngay chỗ đây à. Thường nếu mà một móng ngắn vậy là hiếm khi nào mà gãy móng lắm. Những cái móng ngắn như vậy khó gãy dữ lắm, tại nó quá ngắn đi. Còn móng dài á mình phải đắp dày lên ở giữa, thì khi mà mình làm vậy nó không có mẻ móng, nó chỉ có gãy móng thôi, ít khi nào mẻ móng lắm à, nó gãy luôn à, chứ nó không mẻ. Mà mình đắp bột mà mình phải, ngày mai mình sẽ học tới cái chuyện đó ha. Nhớ nha, phải biết điểm dừng nha, mà kìm hãm cái sự sung sướng của mình lại. Vũa mình thấy nó đẹp rồi mình ngưng, không có vũa thêm nữa không. Nhào vô một cái là cứ vũa ở dưới cho nó mỏng xuống. Đến khi nào mình vũa, mình sẽ có những cái câu hỏi là, ủa vậy vũa biết chừng nào xong và vũa khi nào là phải ngưng ở dưới. Thì khi mà anh chị em đặt cảm thấy mà vũa mà cái vũa của mình này của mình là mình đặt á mà nó không còn hở ra nữa như vậy nè, mà nó sát cái cây cái mặt ở dưới với cái mặt vũa đó, là cái lúc đó là ngưng được rồi đó ha. Anh chị em có những cái câu hỏi gì thì nhớ hỏi nha, không hiểu phải hỏi nha. Rồi, khi mà móng này nó mỏng xuống rồi nè, là cái lúc mà mình vũa xếp.
nó vỗ lúc này là vỗ tới đâu là cái sếp nó sẽ ra tới đó. Mấy cái móng vuông tròn á hả? Thiệt sự mấy cái móng ngắn, cái sếp mà gây ức chế nhiều nhất á là cái sếp square round á. Nó chả ra cái thể thống square cũng không ra square, mà round cũng chả ra round. Những cái móng square round á, vũa thiệt muốn vũa đẹp còn khó dữ lắm á. Tại vì cái bản chất cái nó là nó chạm là cái sếp ba phải rồi. Đó, thấy không? Cái sếp này nè, thấy chưa? Đây, cái móng square round ha, bản chất của nó là nó đã ba phải rồi. À, nửa này nửa kia là thẳng ra thẳng nè. Mà tròn ra tròn thì cái những cái sếp này mình cứ vũa là mình cứ vũa cho thẳng đầu móng rồi mình bo tròn hai bên thôi. Ngày mai mình sẽ học cái sếp đó ha. Còn bây giờ mình sẽ học làm sao để vũa những cái sếp này. Ok. Và nhớ một cái bước quan trọng nữa là sau khi vũa xong mình phải quay ngược cái tay lại như vậy. Nhớ nha, bắt buộc. Để nâng cái này lên chút. Nó cứ đụng đụng hoài. Bắt buộc phải quay ngược cái tay lại như vậy. Tại vì anh chị em biết tại sao không? Cái vị trí này là cái vị trí mà anh chị em nhìn cái móng nó chuẩn xác nhất. Và méo ở chỗ nào thì nó sẽ hiện ra nguyên hình chỗ đó. Thì mình thấy nó méo, mình sẽ vũa. Mà mình vũa sao? Mình canh mình, cái mắt của mình nó phải biết đâu là xấu, đâu là đẹp thì mình mới sửa được. Chứ nhìn vô, ủa thấy cũng bình thường mà ta, đâu gì đâu, nhưng mà thiệt sự là nó méo. Thì mình phải biết, cái mình phải tập nhìn cái móng sao nó méo thì mình mới sửa được. Thấy không? Ok. Tất cả các dạng sếp là đều đưa lên vậy. Đúng rồi, chính xác. Mọi cái vũa sếp đều phải quay ngược cái tay lại ha? Đều phải quay ngược cái tay lại như vậy. Và phải nhìn nó, cái mắt của mình nó phải có cái sự thẩm mỹ. Mình làm trong ngành thẩm mỹ mà, mình phải có cái con mắt thẩm mỹ ha. Đó. Rồi, nhớ quay ngược cái tay lại, cái này mình thấy ok rồi đó. Không cần phải vũa nhiều nữa, là xong cái bàn bên đây ha. Rồi, vũa qua tới bên đây. Nè, đầu tiên phải làm sao? Đầu tiên vũa sếp không? Đúng rồi, chính xác không? Bắt đầu kiến thức nó sẽ vô từ cái lúc này nè. Chết cha rớt ông cọp. Giữ yên hiện trường. Để cảnh sát lại. Cục nhiều quá. Ok. Rớt ông cọp rồi nè. Ao qua ông sư tử đó. Được không? Hém. Sao sư tử? Cái chừng nó kém nó lại luôn. Không, mình lấy ra luôn đi chút rồi coi thắng lại sao đi rớt á, rớt luôn đó. Vậy rớt trúng mấy người chứ. Lấy ra người rớt đến sau. Rồi. Rồi, ok, để vậy đi. Ha. Rồi lẹ nè. Đó, quay vũa cái ở dưới trước nha. Nhớ vũa ở mọi trường hợp thì cái vũa này của mình nó cũng sẽ không có đè. Mình cứ nhớ một điều là đè chỗ nào mất bột chỗ đó. Vũa Kiriko mình đè chỗ nào sẽ mất bột chỗ đó. Ồ, vũa sếp mình không đè không? Không đè luôn. Tại vì anh chị em biết sao không? Vũa đè đó. Như vậy nè. Nhiều khi nó cắt vô tay người ta chảy máu. Ha, cái này vũa này nếu mà anh chị em vũa mà đè nó giống như con dao nha. Cứ qua cứ lại thế nào cũng tét thịt à. Đó, ha, vũa nó phải nhẹ nhàng thôi. Nè, nhẹ nhàng như cung đàn thấy chưa? Càng vũa mà cứng cái tay bao nhiêu á thì cái sếp nó càng khó lấy bấy nhiêu. Tại vì khi mình đè thì mình phải dùng lực mạnh, mình ấn vô cái tay mình phải gồng. Mà cái tay của mình gồng thì chính là cái lúc mà cái tay của mình nó mất đi cái sự uyển chuyển. Không có lìa được. Của cái cây vũa, nó phải, cái cây vũa của mình à, nó phải dẻo, cái tay của mình nó phải dẻo vậy nè. Không? Hả? Ok. Rồi, tiếp tục. Vũa ở dưới nè. Thấy không? Thấy phong vũa ở dưới không? Lúc nào bắt vô những cái sếp này cũng phải vũa ở dưới trước. Nhớ nha. Cái công dụng của cái việc vũa ở dưới này là gì? Ai nói cho Phong nghe thử coi. Cho nó thanh. Đúng rồi, cho nó thanh cái móng. Và dễ lấy sếp. Tại nó mỏng mà. Để lấy sếp rồi lẹ. Đúng rồi.
Nhưng mà mình chạy xong mình mới vũ xếp thôi. Mình chạy xong mình sẽ vũ xếp. Móng nào cũng vậy hết. Đúng rồi, mỗi cái móng. Tại sao mình phải chạy trước mình vũ xếp? Chạy cho sạch mấy cái bột tràn đó. Mà tại sao mình không vũ xếp trước mình chạy máy sau? Cái đó là tùy mỗi người, nhưng đối với Phong thôi, Phong nói là đối với Phong, Phong thích chạy máy trước rồi vũ xếp sau. Tại vì biết sao, khi mà Phong chạy máy rồi á, nó mỏng bớt. Thứ nhất là nó mỏng bớt, thứ hai nữa đó, sau khi chạy máy mình vũ xếp là xong luôn. Còn nếu như anh chị em vũ xếp cho nó đẹp, đồng ý nó đẹp rồi, chạy máy xong, cái xếp nó mất. Nó mất xếp. Lại phải lấy ra xếp thêm lần nữa. Nó quá mất thời gian đi. Thì mình vũ chạy máy xong, mình lia cái vũa, mình lấy xếp chuẩn là xong luôn. Thấy không? Đó. Hạnh Phan. Hello, hello cho mấy đô em. Thấy không? Vũ ở dưới, cứ vũ ở dưới. Cho nó mỏng cái phần ở dưới trước. Rồi lúc đó mình mới vũ xếp. Vũa nó ra nhanh ra cái xếp mà cái móng của mình nó cũng thanh nữa. Hả, nhớ nha. Và phải nhớ, phải biết điểm dừng đặt cái cây vũa ở đây nè, thấy chưa? Thấy đặt cái cây vũa ở đây thì anh chị em thấy làm sao? Có phải là cái xếp của mình nó lấy ra từ cái chỗ này không? Cái vũa nó giữ lại nè. Cái thịt nó giữ lại nè, thấy chưa? Chưa thấy, lật qua cho em coi. Thấy chưa? Không, cái này phải thấy không? Thấy cái vũa này không? Thấy cái thịt nó giữ lại cái vũa không? Em đâu thể nào em sấn vô được thêm nữa. Nè. Thấy chưa? Thịt nó giữ nè. Thì chính cái nơi này là cái nơi mà cái xếp của mình lấy ra cái dòng quanh đây, thì để cái cây vũa quanh đây. Cũng chính cái nơi này là cái nơi kết thúc của cái xếp. Cái đó là cách lấy xếp đều hai bên tự nhiên nhất, chuẩn xác nhất và dễ nhất. Không tối kỵ là đặt cái cây vũa như vậy nha. Tại đặt cây cụ vũa như vậy, làm sao mình biết cái xếp của mình lấy ra ở chỗ nào? Không? Và vũa nhiều nó sẽ mất bột ở trong đây. Đó là lý do tại sao mà anh chị em lắp bột xong, vũa xong, nguyên khúc này mất bột, lòi ra hẳn ra cái móng thật luôn. Đó. Và lật ra đây mất sạch bột luôn. Thấy chưa? Nó lòi cái móng thật ra đó. Đó, lật qua đây nó lòi cái móng thật ra. Đó là lý do là tại sao không biết kìm hãm sự sung sướng. Không, thấy sướng là mờ mắt. Ok. Tiếp tục qua đây, thấy cái xếp méo không nè. Sẽ thấy có cái sự mà thay đổi về cái xếp. Anh chị em thấy cái xếp này đang méo mó này, thấy chưa? Đang méo mó nè, thấy không? Không có đều nhau nè, em thấy không? Alex em. Dạ. Thấy thiệt không? Thấy thiệt ạ. Thề đi. Thề. Ok. Rồi, bây giờ vũa thì nó sẽ có cái sự thay đổi vào cái xếp nè. Đầu tiên vô. Vũa dưới trước. Cho nó mỏng xuống. Khi mà nó mỏng rồi thì sao? Bắt đầu vũa xếp và kê cái vũa cho đúng, để cái xéo như vậy, để cho bắt cái xếp ra cho nó đều. Nhớ nha, vừa mới nói xong á. Xếp nó thay đổi này chưa? Đó, thấy lia dài phát ra luôn cái xếp luôn. Tại nó mỏng rồi, vũa tới đâu là nó đi tới đó, không? Đó là lý do tại sao mà phải vũa cái dưới đây cho nó mỏng trước đó. Không? Tiếp tục. Thấy cái xếp này méo mó không? Không có đều nè. Em thấy chưa? Thấy không? Thề đi. Không thề. Ok. Rồi. Bắt đầu vũa ở dưới nè, cho nó mỏng xuống nè. Anh chị em thấy cái móng nó đang thô kịch nè, thấy chưa? Nó đang có một cái móng, cái đầu móng này nó rất là thô bây giờ nè. Tại vì sao biết không? Nó dày quá, nó dày cơm quá thì làm sao mà nó mặc đồ đẹp được. Thấy không? Thì mình phải làm cho cái xếp nó sắc xuống, thanh xuống bằng cách là mình lấy cái phần bột ở dưới ra đặt cái cây vũa nè, ha. Nè, thấy cái cây vũa đang xéo nè, thấy chưa? Bắt đầu hạ cái cây vũa xuống, ha, ngang nè, thấy không? Này xéo nè,
ngang, thấy không? Bắt đầu xéo lên. Thấy cái đường duỗi đi chưa? Đó, nhớ nha. Sau khi mà duỗi mỏng xuống rồi thì sao? Đúng rồi, duỗi xếp. Thì cái này là lúc này là móng nó mỏng, đầu móng nó mỏng này. Duỗi tới đâu xếp ra đẹp tới đó. Vuốt cái đâu là cái xếp nó ra tới đó. À, có một cái sự thay đổi về cái xếp, thấy chưa? Nãy cái móng nó thô đúng không? Bây giờ lập cái móng ra. À, cũng còn thô, duỗi tiếp. Đó, làm cái đầu móng cho nó mỏng xuống. Đâu phải ai làm một cái dèo ấy, đâu mình đâu phải thánh đâu mà một cái chốc cái là ra không. Mình làm xong mình nhìn tới nhìn lui chứ được mình sửa. Nghe. Nhớ không có đè nha. Đè đau dữ lắm á. Đó, bây giờ cái xếp nó đã ra đẹp rồi nè. Đó, nhìn nhìn cái xếp này nè. Nhìn cái đầu, cái phần đầu móng thôi. Thấy không? Nó có một cái độ thanh. Đó, cái đó là cái cách giũa ha. Nếu như mình không biết cách giũa, mình ngồi có nửa tiếng mình giũa cũng không thể nào ra cái xếp. Tại mình không biết đường mình đi. Ok. Mình biết đường đi rồi mình cứ đâm thẳng đầu đó một cái déo cái là tới nơi rồi. Đó ha. Rồi, sau khi mình giũa xong làm sao? Nó quay tay lại. Đúng rồi, quay tay lại. Quay tay lại nhìn tròn méo như thế nào. Mình chỉnh nè. Mình phải nhìn vô ha, mình nhìn vô. Mình phải đặt cái tâm trí của mình vào cái móng này để mình hiểu nó và mình làm cho nó đẹp. Thầy mình có clean đầu móng. Cái đặt clean đầu móng cũng được bạn, nhưng mà cái đầu móng này thứ nhất là nó sát, này thứ hai nữa là nó không có không không có cái gì ở dưới hết, không có clean. Nhưng mà thường anh chị em thấy Phong đắp bột full set á, Phong thường lập cái móng ở dưới ra Phong sạch dơ. Tại vì feel á, khi mà khách hàng vô rất là dơ. Dơ thì mình bắt buộc mình phải clean. Và cái đầu dũa nãy mình dũa ở nè, cái đầu dũa này nè. Cái đầu dũa này nè. Là cũng là cái đầu dũa clean ở dưới luôn. Mình clean xong mình mới dũa xay. No, mình dũa xay mình clean rồi nó sẽ mất xay. Cái khúc mà anh, cái khúc mà anh chạy máy á, cũng là cái khúc mà clean á. Tại lúc đó đang chạy chạy dũa mà. Yeah. Đang chạy máy mà thì lúc đó tiện thể mình clean đi dưới đó luôn. Đúng rồi. Ok. Chỉnh cái xếp lại. Nhớ nha. Chưa đẹp thì mình phải sửa lại cho nó đẹp nha. Mình nhìn mình phải biết cái móng của mình nó méo ở chỗ nào mình mới sửa được. Nhìn vô không biết méo chỗ nào thì làm sao mà sửa đây, thấy không? Tôi biết nó sai sai, nhưng tôi biết nó sai chỗ nào là good. Tại vì đã biết cái sai có cái gì đó nó không ổn rồi. Chứ nhìn vô thấy everything là perfect rồi sẽ không bao giờ sửa vũ được. Tại vì lúc nào cũng nghĩ là nó đẹp rồi thì làm sao mà vũ thêm cho nó đẹp nữa. Cái người nào á mà làm xấu, mà biết mình làm xấu là rất tốt. Tại vì biết mình xấu thì sẽ làm cho nó đẹp được. Còn cái người nào làm xấu mà lúc nào cũng nghĩ mình làm đẹp hết là rất là tai hại. Tại vì không sửa được. Ok, lúc nào tôi cũng là number one. Tôi là làm nail 30-40 năm. Tôi làm everything. Mà làm vô khách nào cầm lên khách đó. Thế đó là một cái thực sự là rất là vấn nạn có thiệt đó nha, chứ không phải giỡn đâu. Rồi. Bây giờ mình sẽ bóp phờ. Bóp một đường thôi đúng không? Bóp thì mình cái cách mà chuẩn là 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, nhưng mà khách mà đông á thì dũa. À, mình làm mình cũng phải có một cái sự mà mình phải đọc được trận đấu. Thấy không? Lúc nào chậm là chậm, lúc nào bật cái chế độ mà trường đua Phú Thọ lên á là phải đua, mà đua là phải cho nó thiệt là xuất sắc nha. Chứ mà đua mà khách cầm lên là không đua được. Một khi đã đua là phải đua cho đúng. Đua coi như là khách ra là coi như là cười khoe tét là cho 50 đồng ha. Đó, mới đáng là đua.
Còn đua mà khách complain là không nên đua nha. Đừng ai nói với mình là tôi làm nail không bao giờ tôi đua. Ai làm nail cũng đua hết, nghe không? Mình cũng có những cái lúc đua khách. Cái đó chỉ nói chuyện bình thường, cái nghề này nó là như vậy. Nghe không? Không có gì xấu hổ, nhưng mà đua phải cho nó chắc. Dũa tới đâu chắc cú tới đó, và từng động tác phải không dư và không thiếu. Ok. Sau khi bóp phờ xong, quay ngược cái tay lại liếc lại một cái. Tại vì bóp phờ nó sẽ mất cái shape chút xíu. Mình nhìn nhưng mà cái shape này nó ok. Rồi bắt đầu cho khách đi rửa tay. Rửa tay xong, chùi acetone cho nó sạch sẽ rồi bắt đầu sơn. Là bắt đầu mình kết thúc một cái quá trình fill. Nói thì nó lâu, rất là nhiều công đoạn, nhưng đến khi mà anh chị em quay về nhà áp dụng những cái kiến thức mình học thì nó sẽ dèo dèo ha. Kết hợp với lại cái việc mà về nhà coi những cái live stream anh chị em tới lớp được dài, như là may mắn, thiệt sự là may mắn hơn những người khác. Người khác muốn tới học mà có một cái chị ở bên Florida, chị muốn tới lớp học mà thiệt sự tới cái ngày cuối cùng bác sĩ cũng cho đi ha, là chị cũng rất là buồn. Như đó thì mọi người có mặt ở đây cũng là một cái sự may mắn cho Phong, cái đầu tiên là may mắn cho Phong và một cái sự may mắn cho anh chị ha. Mình hơn những cái người mà ở nhà con live stream, họ muốn hỏi gì họ đâu có hỏi được đâu đó, ha. Rồi bóp phờ xong và bắt đầu mình rửa tay xong xuôi các thứ là mình đi sơn cái là hoàn thành xong một cái móng đó. Anh chị em có những cái câu hỏi gì thì bây giờ mình sẽ đặt ra và Phong sẽ giải đáp cho anh chị em. Phải hỏi nha, đây là cái quyền lợi của người đi học á. Có cách hỏi gì không? Cách mà nhìn cái clip thì như là nhìn cái clip hả? Nó điện ra cái móng clip. Được rồi, ok, cũng là một cái câu hỏi rất là hay. Nhìn vô cái móng mà thấy cái chỗ nào mà nó không có đồng nhất với nhau, mà có mọi cái móng nó đang trong mà cái chỗ này nó đục lên, là cái chỗ đó là clip á. Mình nhìn có nhiều clip, có nhiều cái clip nó bị bọng ở trong, thí dụ như ở ngoài nó không clip mà ở trong tự nhiên nó có một cái đốm trắng, nó clip bên trong cũng phải cắt ra luôn. Cắt cái lỗ thôi. Dùng cái đầu dũa ngoáy cái lỗ khoét ngay đó, hoặc là phá ra luôn. Đúng rồi. Mình đặt cục bột lên vuốt cái là bột nó lắp lại. Không cần phải cắt đứt luôn. Nhưng mà thường cái đó là cũng hiếm lắm. Hiếm, nhưng mà cũng có. Hiếm lắm. Thường clip là clip hai bên đây nè. Đó, banh ra cái là thấy nó hở, nó há mỏ ra liền. Là dũa không sạch. Đúng rồi. Đó, ok. Rồi có những câu hỏi nào nữa không? Thầy thường thường ngoài clip hai bên đó là khi mình làm bộ full set là mình chạy hai cái cuticle nó không sạch không? Chạy cái cuticle nó không sạch. Clip thật sự mà nói ra clip có rất là nhiều nguyên nhân làm clip. Hay mình bỏ primer nó không điện. Có những cái móng Phong quên bỏ primer không clip. Có những cái móng mà rồi, Phong bỏ bôi primer rồi nó vẫn clip. Là do cái móng người ta có dầu. Dầu nhiều quá. Nếu mà móng nhiều quá mình lấy acetone mình lên trước được không? Mình bôi, mình phải chạy nhám cho thiệt là sạch. Và mình bôi hai lớp primer và mình phải dũa cuticle phải thiệt là sạch. Nhưng mà cái chủ yếu để làm cho một cái móng mà nó lip là 80% là chạy máy không có sạch. Mà tại sao mình phải đặt? Bữa nay mình sẽ học tại sao. Ngày thứ hai mình sẽ học tại sao của tại sao. Ngày thứ ba mình sẽ học tại sao của tại sao của tại sao. Ngày thứ tư là vô nhà đương điên luôn. Không, nói giỡn vậy thôi chứ mình phải hiểu được nó là tại sao nó bị vậy. Tại vì chạy không sạch là khi mà mình đắp bột á, bột nó xè ra hai bên nè. Rồi bột nó xè ra hai bên rồi bắt đầu dũa mà khách nó á lên, tại vì xè ra hai bên. Mà dũa nhiều khách nó đau. Dũa cho nó ôm vô thì chạy lâu quá đau. Nó đau, đau mà đau nó, khách nó á cái đâu có dám dũa nữa. Thôi tôi để vậy luôn. Đó, thấy chết chưa? Đó, cái gì cũng vậy á, là phải đắp bột cho nó chuẩn. Mọi thứ về sau vô cùng đơn giản. Cái gì cũng vậy. Đắp mà cái bột. Móng á, cái móng mình gắn tiếp, mình gắn sát đầu móng hay là gắn vô sâu một chút là nó cứng hơn. À, cái móng của mình á, có những người đặt cái câu hỏi là như vậy nè, thôi bây giờ hả, móng dễ gãy quá, thôi dán cái móng á sát vô trong lên đây chút để cho nó quá, cứng. Dễ giữ hả? Cái móng nó giữ hay không á là do mình đắp bột. Dày hay không chứ đó. Cái móng nó giữ hay không là cái độ dày của cái bột á, nó quyết định cái độ mà cứng của cái móng. Nó gọi là cái structure đó, có nghĩa là ngay cái điểm mà điểm chịu lực á, nó là stress area đó. Giống như một cái nền móng của nhà, cái người kỹ sư họ sẽ biết nè,
ồ cái điểm này là lực chị phải chịu lực dữ lắm nè, phải đút cái cột cho nó dày lên và cho nó bự ra, đút sắt dày lên. Thì cái móng nó cũng vậy thôi, khi mà va chạm không phải là nguyên cả cái móng này nó chịu lực, mà đa số là những cái ở giữa ngay đây nè nó chịu lực nhiều nhất. Thì mình build cái structure lên, mình vuốt bột ở hai bên nó mỏng, tại vì đắp bột mà hai bên nó dày nó sẽ thô cái móng rất là khó vuốt, thì mình phải làm hai bên cho nó mỏng xuống và cái đầu cái phần ngay đây nè, phần giữa móng nó phải dày lên. Dày như thế nào xin mời các bạn coi tập 2 ngày mai. Ok. Trường hợp khách nó cắn móng, khách nó cắn móng, kêu nó đừng cắn nữa. Chứ giờ sao giờ cắn lại nói nó tao lại mày, tao lại mày đừng cắn nữa. Cắn móng rồi mình làm bộ máu nó hơi khó. À có nghĩa là móng nó thụt vô bên trong phải không? Bỏ thiếp lên đó. Mình gắn trong đây có ai có cắn móng không? Không có hả? Chắc cắn móng chân quá.